Trời ơi, anh đã từng nói là anh yêu em mà, anh sẽ làm hết tất cả vì em mà, đúng không? Thì bây giờ em đòi có con 12 Pro Max thôi mà, đâu có gì đâu anh. Lại là mình đây, mình là MC của siêu thám tử ngày hôm nay. Và hôm nay thử thách của chúng mình sẽ là cái gì nhỉ? Cái thử thách của mình hôm nay sẽ là mình nhận được một cái lời mời ăn tối của sếp thay cho cái tiền lương tăng ca, nhưng mà mình đã từ chối sếp. Thì mọi người đi với mình để xem phản ứng của mọi người ở đây như thế nào nha. Đi theo mình nào. Hả? Alo. Dạ, alo, em nghe sếp. À dạ 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 dạ, cái đó là phải báo cáo này tối nay phải làm lại đúng không sếp? Ủa sếp ơi, à vậy là cái đó nó bị trục trặc cái gì vậy sếp? À rồi em hiểu rồi, tối nay em sẽ ở lại cái công ty để làm cái đó. Dạ đúng rồi, cái này thì không thể về nhà được rồi. Nhưng mà sếp ơi, vấn đề là như thế này nè. Em nghĩ là sếp, em còn phải nói rõ ràng về cái vấn đề lương với sếp. Tại vì vấn đề là sếp đã thống nhất với em là mình không có tăng ca. Trong lúc mà đi thử việc, sếp đã nói với em là mình thống nhất là mình không có tăng ca, đúng không sếp? Tại vì thật sự là buổi tối em cũng sẽ có những cái công việc riêng của em nữa. Nhưng mà nếu mà thật sự chọn tăng ca thì cái công việc cũ của em nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái công việc thứ hai của em nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nó sẽ rất là khó cho em á. Sếp thật sự là sếp cũng phải nên tính tới chuyện là có lương với em, chung lương tăng ca với em, thì em nghĩ cái điều đó nó sẽ tốt hơn á. Dạ vâng, em không có ý nói gì đâu sếp, nhưng mà tại vì thật sự là làm việc thì nó cũng rất là áp lực, và cái việc tăng ca như vậy nó cũng, em biết là nếu mà tính tới với sếp về cái tiền lương tăng ca thì nó rất là khó khăn, nhưng mà em cũng thật sự là cần phải suy nghĩ về vấn đề này để công việc thứ hai của em nó không bị ảnh hưởng ấy ạ. Dạ sao? Dạ sếp mong muốn là, sếp ơi, hình như sếp hiểu lầm đây rồi ạ. Dạ em không có ý định đi ăn tối ạ. Em chỉ em mong muốn là có một cái lương ổn định thôi ạ. Thật sự là em còn có lương thôi, chứ em không có cần phải có một cái bữa ăn tối gì cả, sếp hiểu không? Tại vì thật sự là em có một cái mối quan hệ riêng của em rồi. Dạ không, em không có yêu cầu đó sếp ơi. Không hề. Sếp phải hiểu cho em là em có nhu cầu và có gia đình riêng của em rồi. Em chỉ mong muốn là em có một ít lương để em có thể để công việc của hai thứ hai của em nó không bị ảnh hưởng thôi ạ. Dạ không, cái riêng việc này là em sẽ từ chối ạ. Em xin lỗi sếp, em không thể làm được. Dạ không được đâu sếp, dạ không được. Dạ nếu như mà sếp không trả lương cho em thì ok, em sẽ không tăng ca nữa. Tối nay em sẽ không tăng ca. Nếu mà sếp nhất quyết trả cho em bằng một bữa ăn tối như thế thì em thật sự em không thể làm được. Em có gia đình riêng của em rồi. Dạ ok sếp. Sếp muốn em nghĩ gì em sẽ làm. Dạ em cũng đã làm hết sức của em rồi, và em cũng có những cái công việc thứ hai của em. Em không nghĩ là em nên làm việc với sếp thêm một ngày nào nữa đâu ạ. Dạ. Alo anh hả? Hả? Anh nói gì vậy? Mình đã từng yêu nhau rồi mà. Em gọi anh cũng chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, không có gì hết trơn á.
Nhưng mà anh có nhớ không là lúc mới yêu nhau anh hứa tặng cho em cái iPhone 12 Pro Max đó, anh nhớ không? Anh nói vậy à, nhưng mà thì đúng là anh có hứa vậy đó. Thì bây giờ tụi mình đã chia tay rồi, nhưng mà anh cũng phải thực hiện lời hứa của anh chứ, đúng không? Anh cũng... Trời ơi, anh đã từng nói là anh yêu em mà, anh sẽ làm hết tất cả vì em mà, đúng không? Thì bây giờ em đòi có con 12 Pro Max thôi mà, đâu có gì đâu anh. Trời ơi anh ơi, em biết anh dạo này là anh làm ăn cũng thấm thá lắm đó, đúng không? Thì cùng lắm anh thực hiện lời hứa của anh đi, thì hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ anh, đúng không? Đúng không nè? Trời ơi, anh nói em thực dụng cũng được nữa, nhưng mà anh cũng phải thực hiện lời hứa của anh chứ, chứ anh cũng đâu thể như vậy được. Nào bình tĩnh nào, chả có gì cả. Sao anh nói gì vậy? Thì hồi lúc em chia tay anh bởi vì anh nghèo, thì bây giờ anh thấm thá hơn rồi, thì anh vẫn có cơ hội để quay lại với em mà. Thôi nào bình tĩnh nào, đâu có gì đâu. Hả? Alo. Alo anh hả? Hả? Anh nói gì vậy? Tụi mình đã từng yêu nhau rồi mà. Em gọi anh cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Thôi mà không có nóng nè. Thì bây giờ em chỉ muốn nói là vậy nè. Anh lúc trước anh hứa tặng cho em cái con iPhone 12 Pro Max đúng không? Thì đúng là lúc đó là tụi mình còn yêu nhau, nhưng mà bây giờ thì mặc dù mình chia tay rồi, anh cũng phải thực hiện đúng cái lời hứa của anh chứ, anh đâu có làm gì được đâu, đúng không anh? Thì cái con 12 Pro Max ở đây giảm giá thì em có thể gửi mã giảm giá qua cho anh để anh có thể thực hiện điều đó dễ dàng hơn. Anh này kỳ quá à. Thì hết tình thì cũng phải còn nghĩa chứ anh. Anh cũng phải thực hiện lời hứa của anh. Trời, trời ơi anh. Rồi thì đúng là em yêu anh được có một năm thôi, nhưng mà ai mượn anh hứa dữ quá làm chi. Thì giờ hứa anh cũng phải làm thôi, đúng không anh? Nè. Trời đất ơi. Thôi nào có nóng nè. Thì anh có thể có hai lựa chọn. Một là ship cái con 12 Pro Max qua nhà em, hai là em qua nhà anh lấy thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi. Trời, ok, em biết lý do mà anh chia tay em là do em đào mỏ đúng không? Nhưng mà thì em đào là em cũng phải đào cho tới chứ anh. Thì đào cho tới thì em đòi xuống tướng có con 12 Pro Max thôi mà, chứ không có gì nhiều đâu, đúng không? Anh nói chuyện nghe được cười quá à. Vậy ha. Vậy ha. Ok, em cho anh 3 ngày. Coi nhà anh lấy ha. Vậy ha, em còn rất là dương từ đó. Vậy ha, bye bye anh. Chà, sau một ngày quay ở đây thì mình cảm thấy rất là gian nan và rất là vất vả nha. Nhưng mà không sao, mưa nào rồi cũng tạnh đúng không? Thì tụi mình đã hoàn thành xong thử thách rồi. Thì nếu như mà mọi người thích thì mọi người cho mình một like, một share nha. Cảm ơn tất cả mọi người.